Hoa Kỳ chuẩn bị tinh thần đối phó với đợt tử vong chưa từng xảy ra trong thời bình, trong khi đại dịch virus Vũ Hán lên tới đỉnh điểm. Nhưng theo Reuters, chỉ trong vòng một ngày, ngày 30 tháng 3, đã có ít nhất là 850 người đã tử vong vì siêu virus Vũ Hán, đưa tổng số ca tử vong lên đến hơn 3.900 người. Bên cạnh đó, có hơn 187.000 ca lây nhiễm mới, không giấu tâm trạng bất lực, Tổng thống Donald Trump đã cảnh báo rằng hai tuần lễ tới sẽ vô cùng khủng khiếp. Tôi muốn rằng người dân Mỹ chuẩn bị cho những ngày khó khăn sắp đến, chúng ta sẽ có hai tuần lễ cực kỳ căng thẳng. Giọng nói của Tổng thống rất nghiêm trọng và cho dù là có nói đến tia sáng cuối đường hầm, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh rằng đó là hai tuần rất là rất là đen tối. Tiếp lời của Tổng thống bác sĩ Deborah trình bày sơ đồ dự báo của Nhà Trắng, chúng tôi nghĩ rằng sẽ có từ 100.000 cho đến 200.000 người, người sẽ thiệt mạng. Đường biểu đồ cho thấy rằng nếu biện pháp hạn chế đi lại tụ tập không được người Mỹ tôn trọng thì số tử vong có thể lên đến 2 triệu người. Tình hình dịch lây lan ở nhiều thành phố như New York, Los Angeles, Chicago, Detroit, Dallas, Houston sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát. Tổng thống tự khen là đã làm tất cả để nước Mỹ không rơi vào tình thế xấu nhất theo nghĩa lẽ ra số nạn nhân tại Mỹ đã lên đến trên 2 triệu nếu không có công lao đóng góp của tất cả Nhà Trắng và nhiều người dân Mỹ đóng góp vào trong đó. Tổng thống Donald Trump đã liên tục cảnh báo rằng trong 2 hay là 3 tuần tới sẽ chẳng khác gì là địa ngục. Theo thống kê của Mỹ, trong 3 tuần cuối tháng 3 được đánh dấu bằng một làn sóng thất nghiệp, 3,3 triệu người ghi tên trợ cấp thất nghiệp, một con số kỷ lục chưa từng có. Xu hướng này sẽ còn tăng thêm nếu như là dịch vẫn còn. Trong khi đó, hàng không mẫu hạm USS sau những ngày thăm Đà Nẵng Việt Nam đã bị lây nhiễm virus Vũ Hán. Tàu đã về thả neo ở đảo Quang. Trong bức thư 4 trang hạm trưởng Red Bộ Tư lệnh Hải quân cho phép di tản một số thủy thủ để cách ly. Tuy nhiên, theo lời yêu cầu này đã bị Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ từ chối vì lý do là chiến hạm phải túc trực đề phòng xung đột quân sự cho dù là đang có dịch. Quân y được phát đến tận nơi để mà chăm sóc theo lời của Bộ trưởng Esper. Một gã đàn ông sắp bước vào tuổi 35 với 17 năm dài sống đời viễn xứ, vẫn chưa biết nơi đâu là nhà thật của mình. Sau khi xa quê đi tìm giấc mơ Mỹ vào năm 18 tuổi sống ở xứ người, nhưng chỉ cần nhìn thấy tô cơm kèm theo chai nước mắm, nghe lồng lộng mùi phả từ xa là bao nhiêu món ngon Tây Tàu đều sẵn sàng bỏ hết. Vào buổi sáng học đầu tiên, nói với sếp rằng tôi muốn về Việt Nam thăm nhà ít tuần. Sếp vừa cười vừa bảo Nếu như mày thích thì cứ đi Nhưng đây mới là nhà của mày Tôi xa quê đi tìm giấc Mỹ vào năm 18 tuổi Thêm một năm nữa thôi là thời gian bên đây Bằng thời gian sinh ra và lớn lên ở bên nhà Công danh sự nghiệp tiền tài học vấn Cũng có được ở trên mảnh đất này Vậy mà cuối mỗi chuyến đi về thăm nhà vội vã Khi máy bay chuẩn bị rời tân sân nhất tôi vẫn thường tự hỏi là không biết mình đang trở về hay sắp ra đi. Người Việt xa quê thuộc loại khó hòa nhập nhất thế giới, dẫu bao nhiêu năm sống ở xứ người, nhưng chỉ cần nhìn thấy tô cơm kèm với chai nước mắm và nghe mùi phở hay mùi nước mắm là bao nhiêu những cái món ăn tưởng như là đã quen thuộc dường như cũng có sẵn sàng bỏ hết. Thông thường thì không tranh luận với bạn bè về vấn đề hòa nhập, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi người mỗi cảnh. Chị bạn sang Mỹ năm 1982 về thăm quê đúng một lần. Tôi hỏi là có thích hay không, chị nói rằng chẳng biết. Nhưng có lẽ đó là lần đầu tiên mà cũng là lần cuối cùng. Gia đình người thân giờ ở hết bên này. Bạn bè thì tứ tám khắp nơi trên thế giới. Về thấy khá là lạc lõng, ghê hồn. Chẳng thể tìm thấy mình dẫu là đứng giữa Sài Gòn đầy ấp những con người kẻ qua người lại. Một người bạn thân khác thì theo chồng sang Mỹ đã 10 năm, lúc nào cũng canh cánh bên lòng nỗi nhớ Sài Gòn nhộn nhịp. Chị chưa bao giờ thôi nghĩ tới bóng dáng mẹ già ngày đêm mong ngóng, bữa nào cũng FaceTime, Viber và hỏi thăm tình hình, dặn dò thang thuốc rồi cứ đếm canh từng ngày từng tháng tới lúc được về thăm nhà trong niềm vui sướng vô biên. Cũng có nhiều người mới sang được đôi ba năm nhưng đã Mỹ lắm rồi cuộc đời thanh thang với những ước mơ và hoài bão lớn. Công việc lương cao, tiền bạc thì đủ đầy, mua xe mua nhà to lớn. Việt Nam với họ giờ chỉ là một miền quê xa thẳm, thỉnh thoảng lại bồi hồi nhưng nhớ đồng quê giếng nước hay là phố xá cao tầng kênh rạch đầy rác bốc mùi thì bút vé về vài tuần rồi lại tất tả ra đi. Tháng ngày trước kia giờ đã là quá khứ, bỏ tất cả lại sau lưng chọn nước Mỹ làm quê hương thứ hai, không liên tiếc, không đắn đo. Có người như thôi, bao nhiêu năm mòn mỏi ở một tiểu bang, dẫu tháng nào cũng vác ba lô đi dọc ngang, nhưng thực sự vẫn thấy mình khá là lạc lõng. Thân thể xứ này mà lòng dạ óc tim thì gì mà cũng chẳng nằm ở phía bên kia bờ Thái Bình Dương dài rộng. Cố hoài, cố mãi mà chẳng thấy hợp hòa, chỉ trực đành bỏ cuộc buông tay. Có người hỏi là làm thế nào để anh có thể sống giữa một xã hội đầy áp lực và vượt qua nỗi nhớ nhà rằng rằng. Tôi nói rằng, cách tốt nhất là tìm cho mình một đức tin bám phiếu và đứng tới cao màu nhiệm và lúc nào cũng phải giữ trong mình ước muốn trở về. Ai sinh ra và lớn lên ở Việt Nam dù ở bất kỳ chiến tuyến ra đi bằng cách nào và thuộc ý thức hệ nào đi chăng nữa thì cũng đều mong muốn ngày về. Không làm gì to lớn, chỉ cần được đứng trên mảnh đất quê hương nghe tiếng Việt chung quanh, gặp lại người thân và ăn một bữa cơm gia đình, đó cũng là vui lắm rồi. Giờ về không được thì tháng sau sẽ về, tháng sau về không được thì năm sau sẽ về, năm sau lại hẹn năm tới sẽ về. Kiểu như là đặt cho mình một mục tiêu để mà trông ngóng, mà thời gian ở Mỹ thì nhanh như ngựa chạy. Chiều nay bóng thấy thương mình quá đỗi, một gã đàn ông sắp bước vào tuổi 35 với 17 năm dài sống đời viễn xứ và vẫn chưa biết nơi đâu là nhà thật của mình gạt bỏ qua tất cả những gì nhiều người được gọi là chính trị tối đây chỉ ước mơ được đặt chân đến đất Việt một lần nữa để cảm nghiệm được tình yêu thương của những người thân thiết trong gia đình được cảm nghiệm được những món chân quê những sinh hoạt xưa cũ thời thiếu niên thời trẻ thơ mà thôi có lẽ nhiều người nói rằng khi đã đủ đầy về vật chất thì lại mong ngóng một điều gì đó hồi tưởng lại hồi xưa kia. Quả thật thiếu gì người ta mong đó, đúng là như vậy. Cảnh sát đang điều tra các vụ cướp vài cây xăng ở Orange County. Theo Đài ABC7 Cảnh sát vẫn chưa biết các vụ cướp này có liên quan với nhau hay là không. Vụ cướp xảy ra gần đây nhất là ở một tiệm tạp hóa. K thuộc cây xăng 76 tại ngã tư ở đường Orange và Ridgefield ở Full Sensor vào lúc 1 giờ sáng. Nhân viên cây xăng này cho rằng hai kẻ cướp không có liên quan đến vụ cướp cây xăng khác. Nhân viên này còn cho rằng nữa đây là hai kẻ cướp mới vào nghề vì họ làm rớt vài hộp thuốc lá và một số tiền vừa cướp xong. Trước đó khoảng 2 tiếng, hai vụ cướp cây xăng khác xảy ra ở Santa Ana. Một ông bước vào cây xăng sau ở khu số 2600 ở trên đường Reston khoảng 11 giờ tối ngày Chủ nhật, lấy một khoản tiền từ quầy tính tiền rồi bỏ chạy vào một chiếc xe màu tối. Khoảng 15 phút sau đó, một cây xăng USA ở khu số 2700 trên đường McFerrin ở Santa Ana bị một người dùng súng để cướp. Các điều tra viên cho biết cách cây xăng này bị cướp giống như là cây xăng sao ở trên đường reston và cho rằng hai cây xăng bị cùng một nghi can cướp. Cảnh sát Sensor và Santa Ana đang điều tra nhưng vẫn chưa đưa ra mô tả nhận dạng của nghi can này. Điều này cũng cảnh báo cho người Mỹ gốc Việt chúng ta khi đổ ở những cây xăng vắng người, chúng ta cũng nên cẩn trọng hơn nữa. kính thưa quý vị một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh xin trân trọng